quay trực tiếp luôn á. Tối nay 6 giờ chiều lên trên sáu giờ về hả? Sáu giờ về có. Nói không được, chắc lúc ít quá ha. Ơi, ở trên đây trên núi Bàn á, đẹp lắm. Thì đó ông dặn là bữa nào dẫn đi mà. Đẹp lắm, lên lên trên đỉnh. Nãy ô hành cuốn lên nó chẳng luôn. Lên thằng để lên đỉnh á. Nó y như Đà Lạt hả? Ờ. Ừ. Thằng Quyến đi hai lần chẳng rồi đó. Đúng bài á, nhưng mà nó sáu bài giờ chảo ớt chiên dần nó ăn rồi ăn cái thèm nữa này. Sáu bài giờ chảo ba bài tài chính á, má ăn một cơm cơm thịt ba bốn chai ớt đâu ủa bắt cắn một cái là bắt bút một muỗng cơm cắn một cái bút muỗng cơm rồi hả nó nói ăn đâu có bị bệnh thuốc rác đâu. Ăn ra thường thường ta ngồi cay cay ăn rồi mỗi người ấy chứ bình thường thì nhậu được. Tao ơi, cái đó bầu cầu phải có nằm vô chịu. Vô khóa ăn bầu cầu. Giò cắn đầu ăn ơi. Ăn khôn quá vậy, ăn mặn, ăn thương. Đưa đi cắn ra. Đây, đem qua đây. Lót cho. Cái tiểu qua đây, cho đúng bên. Đúng gì ta. Trời ơi, tới rồi vô đi.
Có đó một cái. Dạ cái gì vậy này rồi. Trời nó đi hoài cái nhắc nhả. Thì ra. Trời ơi tới thì vô đi rồi nó cắm. Ai vậy nghe nó chuyện không. Cứ ra thôi. Cứ ra. Ai chở chở lên xe muốn khò. Chở ngán thôi chở. Bà giảng hình đúng bà luôn. Đó nhà bà ở trước nhà nó tắt không cho nhảy ra nữa. Tốt lắm. Lô rắn này cũng tốt. Nó phải một sau này nó cũng tốt. Không phải nữa. Cho lắm một sau hè nó tốt. Cho lắm một sau hè nữa. Hiểu luôn à. Dạ. Rồi rau cậy tưới nước đường lắm là đủ thứ đó 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 đây ở sinh hoạt cũng có nước bây giờ mấy đâu ạ ông Trinh đi chỗ khác nữa hả được quá để ừ, nước rửa ăn chứ chết không quá hả không có chuyển đủ quên rồi thấy mặt hết còn gì nữa không đủ hả quay phim gì sao để tôi thấy quay phim đu đủ ngay rồi lăn bò rồi có đẹp cái ông ta đi quay tàu rồi có quay này lên luôn anh không có ông chú cô cậu tôi không có 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 không mở cây nhỏ. Để tôi mấy triệu quá. Quay á. Đang lấy nhỏ đó. Cây nhỏ đó. Cây nó còn cái chân kia nữa. Không bởi thôi qua cây nhà mua lấy cây nhỏ thôi. Ví dụ mà bán 5 người, 4 người ở Củ Chi nên nó đi lạnh đúng không ạ? Nặng về đang chi nã nó chưa bắt được. Cái thằng hồi qua cái clip cũng quay. Clip bán người là bán xé rồi. Bây giờ mấy thằng không biết đưa gia bộ đặng cho người ta coi vô cái clip của nó đặng cho tao người câu tiền chứ làm đó. Sao chừng nào công an nó bên ấy nó bắt được là nó chốt nó rút quân xong là vài bữa sau là nó có lên mà em nói nè em thấy cảnh không nó ở trong căn nhà đó trong thuốc nóng nó có sẵn đạn mà nhau vô như một bầy nữa là sao nó thả ra một thằng một cái tự động chết thằng gì nó sao người ta cầm súng mà nó dám nhau vô một bầy á thằng Dương cũng bị đặt. Sao anh em tôi là mới điện thoại ấy xong nghe rồi Kiên nó mà đầu hàng giờ là nó cầu xin tôi là gì vậy đưa nó đi thăm vợ con nó bị sao mấy ngày bị đau toàn không tôi hảo ý nè thằng nào cũng mạnh vô cái trang nó đặng cho nó ấy lên câu trên trang trên TV nó không có vậy lần có điện thoại qua vậy sao bây giờ con Tấn Dương nó này xác chứ mình cái lời nói của ông hiệp sĩ này chưa đầy đủ á ta không nói là mà không đó mà nói chưa đầy đủ đó là người ta không là không ai nào mời hắn về đó không ai mời hắn tách ra đâu có còn làm cho nhà nước nữa bây giờ hắn là cho dù không làm nhà nước nhưng mà anh không có mà tuyên truyền nói tầm bậy tầm bạ này thực tế là xác minh có không mà không có đưa ông về đồn với ở ví dụ cúm ra này người nó bậy nó phạt đó người 25 triệu đó em hỏi thằng thằng nó đủ rồi kìa hai chị á dùng quá vậy vừa y luôn à được không phải ra bầu luôn bắt cãi con ra bắt chú chắc vô bầu hết có gì chú bầu đó dư à tại nhà ăn bánh nó ngon nhiều quá nghe đó tức là làm gì cũng ngon ha. Có gần cái món này bữa gì đám cưới trắng một gói làm ăn à. Chặt mấy cây lên á. Còn mỏ nó còn có cái đòn không gì mà cũng thích nhìn nhà nó ra dành hình bào ăn. Khi dưới làm gì có. Phải ở dưới nhà nhưng mà dưới không có tổng tiếng hộp. Giống như nhà Hồng với Thiếu vậy dưới. Đó, vậy nó chặt lên 4 cây đó. Chú Hồng bữa nào tôi qua bên kinh chính tôi chặt. Nó là khu nào? Có động bệnh. Chơi ngoài chơi là khu chế mà. Chửi ghê mà năm quay. Ờ, bây sao quá. Chú Chính nó nằm cái sao bên Vũ á. Quy một cái bụi bằng kia. Bằng cái này vậy. Gặn trời lắm. Gặn lắm. Còn mấy cụ chứa cứu hộ. Gặn đi gặn hết rồi. Gặn gặn. Gặn gặn.
Như đây mà chắc làm chảo chứ. No luôn. Mấy bạn nó đang bán bên bên Bạch Giang mà nó giờ ở đâu mà tôi đo kiếm khó quá cả. Cực quá. Kiếm cực quá. Còn không phải dễ bắn nữa đâu. Chỉ có bên đâu làm. Chỉ có vậy. Súng cái súng này nó bắn cỡ được 300 mét á. Đó nhưng mà đúng cái gì? Đúng mà đây tôi gặp quỷ đi á. Súng súng bên Nga gửi về cho ông á bắn được 150 mét. Ba mà nó có đồ nhắm nữa mà chim vừa đậu nhắm bắn cái phật xong rớt dù nhổ lông cái du ti bắt đầu nấu là nhậu nướng tay chọn nướng tay chọn rồi nhả qua chả đó là nướng chấm nước là nó nướng gần nướng cái chấm nước xong rồi quất hai món đó bữa lần cái chú quá trình mình quất cũng bắn rồi xong nướng quất luôn.